Việc chào quý vị và các bạn Việc thanh lý cho quý vị hoặc bạn Một cặp loa Anh Dòng Thương hiệu lớn Của Anh Quốc Đó là hai Selection 25 Thì cái dòng này là dòng Mặt gỗ Chút xíu thôi thì Việt sẽ mở cái căn ra để quý vị và các bạn cùng xem nha thì uh, mời quý vị xem sơ ở bên ngoài về cái e căng e căng thì uh, tem mà còn đầy đủ hết nha quý vị và các bạn cái thùng này nó cao hơn một mét rất là nặng thùng gỗ lạng đó. thì trước khi uh, chia sẻ đó quý vị và các bạn uh, chi tiết cái cặp lo này thì uh, việc thanh lý cho quý vị mẫu cặp chép của Pioneer chép giấy chép này có đường kính bắt ốc là 10 là cái đường kính dòng này nè là 10 từ là từ uh, Anico từ móng ngựa đó quý vị bảo bạn hàng thì đẹp quý vị nhìn cái sắc xi vậy thôi là quý vị biết rồi mấy cái chép này khó kiếm lắm nha quý vị bảo bạn đó thì uh, việc bán cho quý vị một triệu hai bao ship ha rồi quý vị nào cần thì liên hệ 0963 721 519 và phương thức mua hàng thì quý vị và các bạn nào chuyển khoản trước bán trước không ship COD không chờ không đợi COD tức là khi nhận hàng kiểm tra hàng trả tiền thì việc không có bán vậy quý vị nào chuyển khoản trước mới bán tin thì mua không tin thì xem chơi cho vui đây là ở phía sau quý vị và các bạn thì uh, cặp lo này việc test rồi hát tốt nha quý vị và các bạn đây là cái chạm câu lo phía sau nè để... mình sẽ gần tí cái tên selection cặp lo này thì uh, thùng đẹp tất cả đều đẹp hết nha nhưng hàng bãi thì nó cũng chạy đồ chút đỉnh nha quý vị và các bạn đó thì uh, bên việc bán hàng uh, thì bảo đảm cho quý vị và các bạn zin chuẩn thi trang như video ha. mình không có chụp hình Đó. quý vị nào tin thì mua không tin thì xem chơi cho vui giá cả thì báo trực tiếp ở trên video rồi để việc uh, mở căn ra để quý vị và các bạn cùng xem nha rồi việc vừa mở căn ra quý vị và các bạn thì uh, ở phía trước rất là đẹp nha lo này bắt 30 quý vị và các bạn màn à, lo là màn giấy, gân là gân à, gân à, cao su mềm, quý vị và các bạn. thì à, chép, đây là cái à, chép của à, cặp lo này. còn đây là hai cái lo chung nha. từ à, cái à, từ nó từ ống bơ á, từ aneco. hai lo chung này từ rất là bự, rất là nặng, quý vị và các bạn. Đó, đây là cái lo bát, hàng đẹp nguyên bản nguyên dinh ở à, quý vị và các bạn thì cặp này á tình trạng mà đẹp như thế này thì trên thị trường hiện tại á anh em bán chắc uh, nó tầm khoảng 25 26 27 triệu Đó. Tuy nhiên nguồn hàng nhập thì mỗi người có cách nhập khác nhau Đó. như việc thì uh, cặp này việc sẽ bán cho quý vị và các bạn cái giá là uh, thu hồi vốn với giá là 22 triệu đồng chưa bao gồm phí vận chuyển nha quý vị rất rẻ rồi cái cặp lo này quý vị đừng có trả giá mình không có bán đâu rồi Quý vị nào cần thì liên hệ 0963 721 519